Kết quả Manchester United 0-3 Liverpool, The Red lên nhì bảng, Quỷ Đỏ xuống thứ 14. Liverpool làm gỏi Manchester United tại Old Trafford. Ở trận cầu tâm điểm tại vòng 3 Premier League 2024-25, Liverpool dù phải làm khách tại Old Trafford song đã dễ dàng đè bẹp Manchester United 3 bàn không gỡ để bỏ túi 3 điểm trọn vẹn. Liverpool dễ dàng đè bẹp Manchester United. Bàn thắng. Liverpool, Diaz, 35, 42, Salah, 56. Tiếp đón Liverpool, huấn luyện viên Erik ten Hag bố trí Alejandro Garnacho đá chính bên hành lang phải thay cho Amad Diallo. Đây là một sự điều chỉnh khá bất ngờ bởi Diallo cho thấy phong độ tương đối ổn thời gian qua. Cánh đối diện thuộc về Marcus Rashford. Còn Joshua Zirkzee lĩnh sướng hàng công. Cặp tiền vệ trung tâm của Quỷ Đỏ là Kobbie Mainoo, Casemiro, trong khi bộ tứ hậu vệ gồm Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Matic Delay và Nusay Majao. Trong khi đó, Liverpool ra sân với hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc. Đáng chú ý, tân binh Federico Chiesa không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của The Red. Đá cao nhất trên hàng công đội khách là Diogo Jota. Hỗ trợ bên dưới là bộ ba Mo Salah, Dominic Sobolia, Luis Diaz. Nhìn chung, đây đều là những con người tốt nhất mà Manchester United và Liverpool đang sở hữu. Được sự cổ vũ đông đảo của cổ động viên nhà, Manchester United nhập cuộc đầy hứng khởi khi ào sang phần sân Liverpool nhằm đánh phủ đầu. Quỷ Đỏ đã chơi khá ổn trong khoảng 3 phút đầu trước khi nhận phản đòn từ đội khách. Diaz mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 7, Trent Alexander-Arnold dứt điểm trong vòng cấm tung lưới Manchester United. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Salah đã việt vị ở tình huống tham gia vào nên pha lập công của Liverpool không được công nhận. Xem lại băng quay chậm, Salah đúng là đã việt vị khá rõ ràng. Ở khoảng thời gian sau đó, tốc độ được đẩy lên rất cao với liên tục các tình huống luân chuyển bóng nhanh từ hai đội. Dù vậy, khi trận đấu trôi đi, Manchester United liệm dần trước khả năng pressing tầm cao quyết liệt từ Liverpool. Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot kiểm soát hoàn toàn trung tuyến và khiến khổ sở trong khâu triển khai từ hàng thủ. Sức ép mà Liverpool tạo ra theo thời gian ngày một lớn hơn và điều gì phải đến cuối cùng cũng đến. Phút 35, đường truyền của Casemiro ở giữa sân bị Ryan Gravenberch cắt được. Tiền vệ người Hà Lan dốc súng trước khi tỉa bóng cho Salah bên cánh phải. Salah sau đó truyền vào phía cột xa để Diaz đánh đầu cận thành tung lưới Manchester United mở tỷ số cho Liverpool. Salah nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 7 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách. Diaz cướp được bóng từ Casemiro rồi truyền cho Salah bên cánh phải. Tiền đạo người Ai Cập sau đó tỉa bóng cho Diaz dứt điểm một chạm trong vòng cấm vào góc gần cực kỳ hiểm hóc tung lưới Onana. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Manchester United tạo ra ở hiệp 1 chỉ đến từ cú sút xa của Martial ở phút 39. Ngay đầu hiệp 2, Manchester United rút Casemiro khỏi sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Toby Coley. Tuy nhiên, tình hình vẫn chẳng có gì khác với Quỷ Đỏ ở khâu kiểm soát tuyến giữa. Phút 56, ngay đến một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Manchester United là Mainoo cũng phạm sai lầm. Tiền vệ trẻ người Anh để Mark Allister cướp bóng ở giữa sân khởi đầu cho pha tấn công của Liverpool. Sobolia sau đó kiến tạo để Salah dứt điểm chân trái một chạm trong vòng cấm đánh bại Onana nâng tỷ số lên 3-0. Giai cơ khá đen trận này. Chỉ chưa đầy một phút sau đó, Salah đã có cơ hội vàng lập cú đúp xuất phát từ đường truyền hỏng hớ hên của Martinez bên phần sân nhà. Dù vậy, Salah lại đá bóng lên trời trong vòng cấm. Ở khoảng thời gian sau đó, Liverpool thi đấu thông dong trong khi Manchester United có vài cơ hội nhưng giai cờ không thể hạ được Alisson. Rốt cuộc, Manchester United thậm chí chẳng ghi nổi bàn danh dự nào và chấp nhận bại 0-3 trước Liverpool ngay tại Old Trafford. Kết quả này khiến Manchester United tụt một bậc xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League 2024-25. Trong khi Liverpool leo lên thứ 2 với 9 điểm, bằng Man City song thua kém chỉ số phụ. Ở vòng 4, Manchester United sẽ làm khách trước Southampton còn Liverpool tiếp Nottingham. Đội hình thi đấu: Manchester United, Onana, Dalot, Delay, Maguire 69, Martinez, Martial, Mainoo,
Casemiro, Koli 46, Garnacho, Diallo 69, Fernandes, Rashford, Jaikier, Eriksen 86. Liverpool, Alisson, Alexander-Arnold, Bradley 76, Konate, Van Dijk, Robertson, Simicat 83, Mark Alister, Gravenberg. Svobolia, Salah, Jota, Nunes 76, Diaz, Gakpo 66.